đang bán đất hàng tự nhiên ế ngang hông xui củi thì kéo đến gia đình lục đục, thì mấy bà nên làm cái cách này đi nha. Cứ mùng 1 đầu tháng là tôi sẽ làm nè, vẫn đỏ như son luôn, hút tài lộc thì cực kỳ hiệu quả. Mấy bà chuẩn bị một quả chanh cắt thành năm, sau đó cho muối hột vào trong. Đối với nam á thì mình sử dụng 7 tép tỏi, còn đối với nữ á thì mình sử dụng 9 tép xếp xung quanh quả chanh. Muối hột á thì mình rải đều quanh dĩa. Sau đó mấy bà lặp đi lặp lại 3 lần câu thần chú tôi ghi trên màn hình nè. Đọc xong á thì nói đúng họ và tên, số tuổi và địa chỉ của mình. Cứ